Lưu Dung Vlog xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép bốn anh em gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Thì sau một cái chuyến thử thách cô chú anh chị mình xem thì cũng thấy anh em cũng trong nhóm cũng mệt mỏi nha cả nhà. Với lại anh Trầm ảnh đang bị chỗ cái lưng mà ảnh xuống nước không được, cử nước nữa. Nói chung cái đó thì hàng năm thì Nhí nó hay bị, với Danh hay bị, năm nay hai anh em mình cũng có bị. Nói tất cả kia á, anh máy cùng quá. Thì bị cái đó xong rồi nói chung ảnh cũng đã đỡ nha cả nhà. Nhưng mà hiện tại thì đang cử nước. Không thì mình cử cho ảnh hết thì khỏe đi rồi mình đi nghe cả nhà. Chứ theo cái lịch đó là ngày mai anh em mình đi nữa đó. Đi 24 giờ tiếp á. Nhưng mà vì sức khỏe của anh em, cái thứ nhất là anh Tài cũng mới khỏi nè. Cái thứ hai nữa là anh Trầm anh bị như vậy nữa, cài nhiều quá thì anh em cũng mệt cả nha. Đó thì thôi quyết định thư giãn một vài ngày đi cho sức khỏe anh em ổn định lại rồi mình đi cài tiếp nha cô chú anh chị, dưỡng xong mình nở nữa. Thì bữa nay thiết kế món độc Nhí này giờ nhìn đọt cây không à. Món độc lạ nha. Món này thì anh em mình thấy anh em ăn trên YouTube với lại mấy cái trang mạng xã hội thì có người khen ngon, có người cũng khen cũng dở, có người khen thì ăn nó cũng không có gì khác, nhưng mà có người ta lại khen ngon thì bữa nay anh em mình thử trải nghiệm cái cảm giác đó xem như thế nào nha cô chú anh chị. Xong rồi anh em mình sẽ cho cô chú anh chị mình biết một cái cảm giác mà nó thật nhất là nó có cái mùi vị nó ra làm sao nha. Lần đầu tiên ăn. Giờ vô bắt đầu cái công đoạn nhảy nhót. Ha. Vô. Vô. Thì bữa nay anh em mình ra vườn. Thiết kế món thịt. Đập thẳng vô luôn, đập. Cắt ngang luôn nhí. Cho nó vô cái trắng trắng luôn á anh Tài. Cắt thêm nhí, cắt đi. Đẩy lên Trầm. Nhảy. Vô ơi, vô, khỏi lắc một cua. Dữ lắm rồi. Nè, nè, nè. Em khác. Thôi, ở đây cái này nè, nó con nhiều mấy ngon nè. Thịt bò nướng kiến vàng nha cô chú anh chị. Lắc cái tay rồi cái giò lắc luôn nữa. Ồ cua. Đặt bầu hả cả cua. Bầu đặt bầu ồ cua. Đây anh em xã ơi. Sẵn mình làm cái gì vui vui ở xã chết luôn cả nhà. Ôi trời ơi. Tới rồi tới rồi tới. Đất con mà. Ủa cái này ít mà. Không bự bự không chút. Kìa. Cười camera cười quá cười rồi. Trời ơi dữ lắm rồi, trời ơi ổ này được rồi được rồi, quá trời nhiều rồi. Rồi được rồi kìa, cho nó bò đi, nó tiểu rồi. Nhảy tập phone. Không biết coi, giả như coi mà thấy mắc cười rồi đó. Ngồi dính tịch, dữ rồi. Dữ rồi phải không? Rồi bung bung ra đại đi. Đó, ừ. Cho nó bò tới bò lui, nó mát xa cục thịt đó. Đẩy nó lại. Nó tái tái phải không? Thiện rồi. Thấy nó trắng trắng kìa nhí. Nó tiểu vô á, nó chua chua chắc chua đó. Ừ. Ngày không có quay gần được cả nhà. Đẩy lại. Đẩy lại đi. Rồi cho nó bò tới bò lui, nó mát xa đi. Đập ớt, đập lót đồ đi. Ừ. Rồi. Tới mồm có cà khè đó kìa. Tới tạm thời anh em sẽ lót lá dừa ở đây để lát mình ngồi mình nhâm nhi. Bắt đầu mình thiết kế cái chỗ mình nướng cả nhà. Đó, lâu lâu thì mệt mỏi anh em xả chết bữa dưỡng sức, mình làm quanh năm suốt tháng mà đâu phải mình làm ngày một bữa đâu,
thì đi thử thách thì sắp tới mình sẽ đi nhiều, nhưng mà sức khỏe của anh em trong nhóm là quan trọng, để anh em cho khỏe khỏe cái mình đi cho nó hấp dẫn luôn cả nhà. Đấy, người bị này người bị kia rồi đi rồi nhiều khi chở nó nặng thêm. Nhất thứ hai nữa đi anh em cũng không có dạng tay chân nữa. Cái hướng an toàn giải quyết nó hợp lý nhất lúc này là để anh em dưỡng sức. Đây vườn trái cây cô chú anh chị mình nhìn thấy mùa này đang ở dưới miền Tây là mùa hạn mặn, quá nắng hả, mới ra xíu đổ hồi à. Cây cối nhìn thấy nó cũng không có sung nữa nè, nó còi còi thì sao cô chú anh chị ơi, nó không có được tốt, đất mà nó khô nứt nẻ luôn nè. Mà giờ hiện nước mặn cho nên là cái việc mà tưới tiêu thì nó cũng rất là hạn chế luôn. Những cái cây nó còi còi làm sao đâu á, bữa lá vàng éo. Mùa này ở đây khắc nghiệt, có một số tỉnh thì cô chú anh chị mình xài là nước xài không có nước ngọt xài nữa. Một số vùng bây giờ người ta đang xài cái nước xài nhưng mà người ta xài cái nước mặn á, chứ không có nước ngọt xài nữa cả nhà. Mình đây được vậy là cũng rất là may mắn. Cái đọt dừa, cái đọt dừa này không có gió, nó không có nhúc nhích luôn. Thường thường mình đi ra vườn mình nhìn mấy cái đọt dừa lúc nào nó cũng quạt qua quạt lại gió mát. Trời này ở dưới miền Tây thì cũng ra vườn cũng nóng như thường. Mở hải kiến dạng trên đại xuống vô đây đốt lửa lát ngồi đây nhâm nhi. Chậm ảnh đi xả nước hồ lương rồi, giúp vô danh vô danh quay cho cô chú anh chị mình xem. Bò nãy dưới sắc dày không? Mỏng. Mỏng hả? Cũng dễ chín. Mùa này khô cằn ha. Trời ơi được. Thốn qua được một cái nó đã. Đốt lên. Có than là review thử món này anh Tài. Món này ăn vô thấy nhảy nhót quá hả? chưa ăn nữa nhảy nhót rồi. Mới than cái ông trời cũng thương phải không? Bây giờ đọt cây nó nhúc nhích này nè cả nhà. Gió đã đỡ xíu rồi. Củi này cháy lẹ lắm á. Cháy hả? Ừ. Quá trời khô. Trời này chỉ có đồ ăn đồ nướng chỉ có ra giường thôi. Mấy anh Kiến nó đang massage thịt của mình chẳng. Để yên nó đi. Lát tính sao rồi nha. Hai người cốt. Anh Tài anh sợ anh Chậm đổ mồ hôi. Bây giờ mồ hôi cũng ướt hết trơn rồi. Cho nên là anh phải vô đây chứ thường ngày anh Chậm anh vô bài lương của anh à. Trong ống hết trơn rồi. Đâu chút ống anh đây. Đâu ống được rồi. Cũng thấy nó lớn nè quay. Có dốc lớn á, đang dốc lớn mầm mà. Mà. Ủa, có nè. Đó thấy không? Đó. Ồ. Ngon. Có một số con chọi chọi á thì nào nói, nặng kịch. Mình bỏ hổm có làm quà cho một người anh nghe cả nhà. Cái số lương chọi đó mình bắt hết rồi, còn này là cái tốp nhỏ nó lớn lên nè. Nó đang trên đà phát triển. Đang trên đà phát triển anh Trầm mới nói vậy nè. Con ống này chắc cả 2 kg. Ok.
Wow, khư. Ê, có số cũng chọi lên nè kìa. Chọi lên rồi đó. Mấy mình tiễn mấy con lươn bự á. Mấy con lươn này nó ăn dữ lắm. Ừ. Này thì anh em mình cho ăn ruột ốc với lại trộn thức ăn vô. Cái này như hôm nay. Ồ, ông này mới giữ nè. Ông này mới giữ à? Ông này giữ nhất phải không? Ừ. Thừng cái con lươn đồng thì nó rất là khó nha cô chú anh chị. Chậm lớn, nói thẳng là cái lươn này nó rất là chậm lớn, vô nó chậm ăn. Ừ. Vô hồ lâu ăn lắm, vô hồ lâu ăn. Phải ông nào mà chạy eo quá chứ. Bơm nước vô đi anh chậm. Bơm à, nắng nè, nóng rồi. Bơm đi, bơm đi. Ăn mình da mình nướng nữa. Này còn chắc cỡ 500-600 con hả? 1000 mấy con. Mà mình thừng nó hao còn có cỡ 500-600 mà cả nhà. Nó hao một chập nó quá trời. Ôi, bởi vì thừng cái con lươn đồng này nó rất là khó. Rồi ra đi, ra đi, ra đây rửa luôn cho. Có công mà sắt có ngày mới thành xà beng. Nuôi cũng đầu năm 6 tháng trời rồi hả? Ừ. Mà nó thấy nó cũng thấy nó cũng lớn nhưng mà nó chậm. Chậm, cái này chậm lớn lắm. Chậm lớn dữ lắm cả nhà ơi. Này cho nước nhiều nhiều đây kìa, tháng này nắng đậy luôn á, nắng ngập lút luôn á, nắng nó nóng dữ lắm thôi. Ừ, đầu xả nước vô rồi, nó có số nó lụi dưới kìa, cái xu gắt á, xu quá một cái xu rồi á, nắng này này nó mau để cho nó trốn nó mát. Bắt đầu mình khui ngay cả nhà, này quay xa xa đi. Ê, nó tím kìa nhí, được khẽ. Ừ. Thịt nó tím ghiệm luôn kìa. Ừ. Thì giờ mình thấy trên mạng xã hội á cả nhà, thì làm theo hai cách. Một cách đó là làm theo như anh em mình. Cách thứ hai á là sẽ đưa cái cục thịt thẳng lên ổ kiến. Nhưng mà mình thấy cái cách này nè, thì giống như con kiến nó tiếp xúc cái cục thịt nó nhiều hơn là cái cách mà mình đưa cục thịt lên cái ổ kiến. Nó có hai cách làm như vậy, nên anh em mình chọn cách này. Cái kiến vàng này giờ hot nha. Ừ. Người ta làm muối nước chấm gì đó. Chứ kiến. Không, kiến, cái con luôn á. Kiến bự luôn á. Ừ. Người ta làm lộn xộn luôn á. Chứ ra bò kiến chuyện này nè. Thì bữa nay anh em mình ăn thử cái món này đi. Coi như thế nào. Kiến thì bao đó. Khi nào mà kiến nó ổn mà Vinh sẽ quay xác xác lại cả nhà. Chỗ nào cũng kiến nha. Ăn món whip mà. Ngồi đây nè. Đấy, có kiến vậy đây. Tại nãy nó ngồi đó mà. Kiến vàng cháy. Này kiến cháy. Ê, mình thử này thành công quá nhé, biết sao không? Nữa mình làm mấy con gà giò được rồi nè. Gà giò để lên nó luôn luôn. Hả? Lên vũ cho nó dính hết rồi. Ờ, giống như gì nè. Gà nướng nè. Gà nướng trứng kiến, gà nướng kiến vàng luôn. Cái này vừa có trứng vừa có con nghe cô chú anh chị. Cái nó còn ngon me. Né né một chút. Ăn còn chưa nhỉ? Đưa máy xuống ạ. Đưa đi. Đây cả nhà. Đó, vừa có trứng, vừa có kiến luôn. Nó bám lên cái cục thịt của mình như nè. Dữ ạ. Dữ rồi. Ngộ cái ấy của nó thấy ha. Còn cái cục thịt nó tái nó tím tím luôn. Đã chứ. Làm cắn cũng đã. Hồ phụ phụi bớt mấy gì.
chạy đi cho cháy này. Rồi vũ ra. Ngoài vườn để bắp chuối làm đồ nhắm cả nhà. Này là chỗ hết quầy chưa? Ồ, hết quầy xa này. Đây bắp. Đây bắp. Đây bắp nữa. Ba bắp. Mỗi lần em thấy bắp chuối ngon ngon cái em thèm gì biết không anh Tài? Nước lèo. Ừ. Anh có vậy không? Ừ, ngộ thiệt, không thèm món gì khác chứ nha. Bắp chuối nướng em cũng thèm nữa, mà em thấy ngon cái em thèm bún nước lèo à. Gãy rồi đó, chọt dưới rồi. Đụng. Cái này mà làm bún nước lèo một cái. Giòn còn bằng đây mất nè, ba bắp này là đủ nước lèo rồi nè. Vô đập sơ sơ nặng chanh lụm rồi hả, giờ mình cho cái dĩa nè. Ok, để chuẩn bị mình thưởng thức cái món này coi sao. được cái món mình lấy cái ngát mình nướng luôn ha. Gì vậy? Trứng nổ. Trứng thằng lằn. Bắp chuối đập nặng chanh đó. Vô. Tính chuyện nè. Tới công chuyện thiệt. Sao em thấy nó khô khô giống trâu gắt bếp quá vậy. Lát xé thử anh, lấy ta xé thử coi. Thử coi sao. Ừ. Bỏ đi rượu vô chén hả? Ừ. Chén ngày phước mà dạng thịt bò nướng kiến với tụi con nha, phù hộ cho anh em tụi con đi săn bắt chúng rồi, rất là chúng rồi. Này là món đầu tiên anh em con ăn, cũng không biết là như thế nào nha. Thưởng thức bò nướng kiến. Bò nướng kiến vàng. Vô. Cù Lao Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Mời cả nhà ăn bò nướng kiến vàng với anh em nha. Bắp chuối. Review công tâm nhất, bò nướng kiến vàng là không chấm nha. Còn ăn, mình ăn nào? Ăn thử làm sao? Ừ. Nướng mà, nướng không ốp, ăn không chấm. Nó chua. Nhưng mà mềm. Nhưng mà không có ngọt. Sao lạc mà, sao mà không ngọt được? Thịt bò sao không ngọt? Lạc. Kì vậy? Ừ. Đó, ở đây. Gì là nó không được ngon hả? Ừ. Bỏ dai không? Không, mềm. Mềm vừa ăn hả? Ừ. Vừa rồi. Không bị cứng. Mà sao nó không được ngọt nè? Em nghĩ là con kiến còn chua quá. Chua gì lắm à? Chua. Thấy con kiến vàng vô nè. Cái nước tiểu à? Nước tiểu nó hết ngọt à. Mình nướng còn con kiến luôn này cả nhà. Ừ, nó chua chua. Nhưng mà hiện tại trong nó thấm như miếng thịt, rất chua chua trong miếng thịt luôn á anh chồng. Nướng tới nó khô luôn á. Ừ. Mà nó không dai à? Không. Cái đặc biệt cái này là miếng bò nó không dai. Mềm. Nó rất là mềm. Ừ. Có vị chua chua. Nhưng mà được cái là sao miếng thịt bò nó không được ngọt, không ngọt luôn, không có vị ngọt luôn. Thử đi. Bò không ngọt hả? Ừ. Kỳ vậy. Càng lâu càng ngào, nó sẽ càng lạ không được đấy nè. Ừ. Nó mềm, cái thịt bò nó mềm. Ừ. Cái muối ăn được. Muối mặn mặn, cay cay, chua chua. Thử anh chậm nha, càng nhai càng lạ, càng nhai càng chua luôn. Ừ. Có để không, càng nhai nó càng chua. Hay là tại anh em mình làm quá nhiều kiến, không biết quá nhiều kiến hay sao, món này mà mình ăn cảm giác cái miếng thịt bò nó không được ngọt cả nhà. Ừ, chắc này rất là lạ. Vô chấm với muối ớt nặng chanh
thì nó đã đỡ một chút. Đã đỡ một chút. Em nghĩ trà nó chua sẽ có cái mình chấm vô cái vị mặn á. Ừ. Nó sẽ thấy lại một chút. Nhưng mà vị ngọt nó không có hả? Ừ. Này kiểu này sao dám nướng gà với cá ngát rồi. Không mà mình rút kinh nghiệm lại. Lần sau mình làm ít kiến lần mình chút. Làm ít kiến là thử làm sao. Thử lên nữa, nữa coi làm sao. Chứ thật sự ra bữa nay kiến cũng hơi nhiều. Nhưng mà cảm giác cái miếng bò nó không có dai nè, thứ nhất nè. Nó chua, vị cái có vị chua là thứ hai. Miếng bò nó mềm. Nhưng mà cái vị ngọt của nó mất rồi. Mất vị ngọt của bò. Vị ngọt. Miếng nào như miếng nấy hả? Ừ. Thôi coi miếng sắt này thử làm sao. Miếng xé à, anh xé thử coi. Anh em mình cắt mớ, còn mớ chừa lại xé bằng tay. Chấm này vô thử nha, thử cái gì ngọt, cũng không có luôn. Thì nó cũng vậy thôi. Cắt nó không ngọt mà xé nó ngọt là ngon nó à. Nó khác nữa rồi. Nó vô có vị mỡ, chua, cay cay à. Vô, vô. Mình được cái ở đấy là nó mềm. Ừ, nó không dai gì. Ừ. Ăn sao nó vậy? Nướng cái khô ngay luôn mà không dai. Ừ. Vừa ăn. Cái này đáng cam. Mới mốt mình phải làm á, mình thử chừng ổ à. Ít kiến. Ừ, bữa nay mình có 3 ổ thôi. Ừ. Hơi hố à. Ngay cả nửa cái kiến. Nửa cái kiến hả? Ừ. Cô chú anh chị nào có ăn rồi á, cho anh em mình biết cái cảm nhận ha. Chứ thật sự ra mình thấy nó cũng bình thường thôi. Nó đâu có gì gọi là đặc sắc đâu. Nó quan trọng mà nó mất cái vị ngọt rồi, thấy nó mất cái vị ngon rồi. Ừ. Nó có vị chua không à? Ừ. Mà mình nhai lâu rồi nó càng nó hơi lạc lạc thì sao á. Càng nhai nó càng chua. Ừ. Mà ra lúc là càng nhai càng chua mà. Không để nó thấm nhiều quá. Có nghĩa là vậy á. Tao để cô chú anh chị mình cho ý kiến coi. Ừ. Nếu mà được lần sau anh em mình sẽ thử bằng con gà nha. Đúng rồi, thử lại con gà thử lần sau. Con gà thì lúc nào cũng phải ngọt hơn thịt bò này nè. Ừ. Mà lần sau để mình thử một cái là mình sẽ ít kiến lại. Lần sau chắc làm cá ngổ à. Ừ. Ở ngoài vườn này thì kiến vàng hiện tại bây giờ thì bao la cả nha. Tại mấy cái cây bưởi này với cây cốc này nè, không có xịt thuốc cho nên nó còn kiến vàng. Còn vô ở trong khu vực trong này nè là xịt thuốc hết rồi. Xịt thuốc ổi, xịt thuốc xài, xịt thuốc nhãn. Nên kiến vàng nó không có. Còn ở ngoài bìa vậy nè, bìa vườn á, là nó mới còn kiến vàng thôi. Cây cốc để cho nó cắt ổ cốc rồi. Ừ. Thì thấy nhí nuốt không cho người ta với anh Tài kìa. Nó không đậu ngọt. Rồi giống như mình trải nghiệm đi. Ừ. Đâu có gì đâu. Mà nói ra cái này nó mềm hơn lúc mà mình nén áo mình nén. Chứ mình thường thường mình nướng á nó chín quá là nó hơi dai à. Ừ. Dai. Mà cái này nó không có. Mình nó xào nó dai. Chín quá nó cũng dai nè. Ừ. Nhưng mà cái chất chua á, nhí để ý không? Cái gì mà có cái chất chua dạng giống như khóm nó vô cái thịt bò là nó mềm. Nó mềm. Nước cốt khóm nó cũng mềm nữa. Nó cậy. Nhưng mà mình ốp rồi mình phải nướng liền nha. Nước cốt khóm á. Ốp nướng để từ sáng tới chiều nướng là nó cái thịt nó chảy xuống giống như là mình mà đốt cục mủ vậy. Mình nhớ lần đó anh em mình không? Mình bị một lần rồi. Ừ. Rồi thấy nướng hoài cái con thịt bò nó không khô. Nó càng nướng nó càng chảy xuống. Ừ. Giống như mình đốt cái cây mủ vậy đó. Nhiễu xuống hoài hồi nướng hồi còn cộng sườn không mà anh Tài. Thịt mất tiêu chưa này? Chảy rồi. Ừ. Ốp khóm mà để từ sáng tới chiều á. Rồi rồi sau này á có người dưỡng mới chỉ cho anh á là mình vẫn ốp khóm, thịt bò nó vẫn mềm nhưng mà với điều kiện mình ốp xong rồi mình vài phút hoặc là 50 phút gì đó mình phải đi nướng. Ừ. Chứ mình để từ sáng tới chiều là thịt bò nó bị ấy hết. Nó bệnh như là nó bị bở nghiệp luôn vậy, nó tải tại xuống mà. Mà nó thơm ha. Cũng như mình đốt cái cọng ngủ vậy đó. À. Nhưng thịt bò nó vẫn còn đậu ngọt. Nhốt. Nhưng mà cái kiến này thì nó mắc đậu ngọt rồi. Mình lần đầu thử nghiệm thì có thất bại mới có thành công chứ. À. Mình giống như trải nghiệm. Ừ, trải nghiệm nhé. Mình xới xới. À, sẽ xới 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 rồi giống trâu gắt bếp quá ha. Ừ. Nè. Sợi 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 vậy nhìn cũng ngon quá nè.
mà nó như ý mình muốn. Một ít được cái là được cái nó mềm. Ừ. Thấy ok là cái đó là mềm là ok rồi đó. Vlog xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.